học giáo dục thể chất của cô. Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Hương, đến từ trường tiểu học Tân Lợi, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Tiết học ngày hôm nay, cô và các em sẽ thực hiện bài 50, bật cao, trò chơi, chuyển nhanh, nhảy nhanh. Yêu cầu cần đạt. 1. Về phẩm chất. Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh các phẩm chất như là đoàn kết, nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và yêu thích môn học, hình thành thói quen tập luyện thể dục thể thao. 2. Về năng lực. Bài học góp phần hình thành và phát triển năng lực về 1. Năng lực chung. Về tự chủ và tự học thì giúp học sinh tự xem bật cao, bài tập rèn luyện kỹ năng leo trèo, trò chơi chuyển nhanh, nhảy nhanh. Về giao tiếp và hợp tác thì giúp học sinh biết phân công, trao đổi, hợp tác trong nhóm để thực hiện các động tác trong bài học, trò chơi vận động bổ trợ môn học. Về năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thì thông qua việc học tập tích cực, chủ động trong việc tiếp nhận kiến thức và tập luyện. 2. Về năng lực đặc thù. Năng lực chăm sóc sức khỏe giúp học sinh biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn tập luyện, biết điều chỉnh trang phục để thoải mái và tự tin khi vận động, biết điều chỉnh chế độ dinh dưỡng đảm bảo cho cơ thể. Về năng lực vận động cơ bản thì giúp học sinh thực hiện được bật cao, biết thực hiện được các kỹ năng leo, trèo, biết sửa sai động tác thông qua nghe, quan sát và tập luyện, hoàn thành lượng vận động của bài tập, biết chơi trò chơi, chuyển nhanh, nhảy nhanh, hứng thú trong khi chơi. Về năng lực thể dục thể thao thì giúp học sinh thực hiện được kỹ thuật cơ bản của động tác, bài tập và vận dụng được vào trong hoạt động tập thể, từ đó có thể tự rèn luyện trong lớp, ở trường hay ở nhà và các hoạt động khác. Các em ạ, để tập luyện và học tập tốt tiết học này, cô yêu cầu các em hãy chuẩn bị cho cô giày và quần áo thể thao đúng quy định. Ngay bây giờ, cô và lớp mình sẽ đi đến những nội dung chính của bài nào. Bài khởi động bắt đầu. Bắt đầu cổ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chuyển góc vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đổi chiều. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chuyển khớp cẳng tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đổi chiều. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chuyển khớp hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đổi chiều. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, khớp đầu gối. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đổi chiều. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chuyển khớp cổ chân cổ tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đổi chân. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chuyển bước chân sang trái sang ngang, bước ép thắt dây chằng ngang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, giữ đổi chân. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bước chân trái lên trước, ép dây chằng dọc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Trước khi bước vào phần kiến thức, cô có một câu hỏi như sau. Em hãy quan sát vào video và trả lời cho cô biết. Trong video, cô đã thực hiện bài tập động tác gì? Đúng rồi, trên video cô đã thực hiện bài tập động tác bật cao và chạy bật cao. Và đây cũng chính là nội dung kiến thức ôn luyện của chúng ta ngày hôm nay. Ngay sau đây, cô sẽ yêu cầu lớp chúng mình, mỗi bạn sẽ thực hiện từ 3 đến 4 lần bài tập này. Các em ạ, vừa rồi lớp chúng mình đã thực hành bài tập bật cao và chạy bật cao. Sau đây, cô và lớp mình sẽ thực hiện phần lồng ghép các bài tập rèn luyện kỹ năng leo trèo lên xuống thang chữ A. Vậy để thực hiện được bài tập này thì cũng như giờ trước, các em cần chuẩn bị cho cô một thang chữ A có chốt an toàn để đảm bảo khi tập luyện. Ngay bây giờ, các em hãy quan sát cô nhắc lại cách thực hiện bài tập qua video. Và ngay khi quan sát xong thì các em hãy luyện tập cho cô cách lên xuống thang chữ A từ 2 đến 3 lần các em nhé. Trò chơi chuyển nhanh nhảy nhanh. Để chơi được trò chơi này thì các em sẽ chuẩn bị cho cô hai trái bóng và chia đội hình ra thành hai đội có số thành viên như nhau. Cách chơi như sau. Khi có lệnh chuẩn bị, những em đứng đầu hàng của mỗi đội cầm bóng bằng hai tay giơ lên cao. Khi thấy các em đã chuẩn bị xong, chỉ huy hô bắt đầu hoặc thổi một hồi còi thì em cầm bóng nhanh chóng ngửa đầu đưa bóng qua bằng hai tay trên đầu cho bạn đứng sau mình. Bạn số 2 đưa hai tay ra trước nhận bóng rồi ngửa người đưa bóng bằng hai tay trên đầu cho bạn số 3 và cứ tiếp tục lần lượt như vậy cho đến bạn cuối cùng. Em cuối cùng sau khi nhận bóng bước sang phải hoặc trái một bước rộng hơn vai, kẹp bóng vào giữa hai đùi, bật nhảy bằng hai chân về phía trước. Khi đến ngang bạn đứng đầu hàng, nhanh chóng đứng vào vị trí đầu hàng, rồi làm động tác ngửa người, truyền bóng bằng hai tay lên trên đầu cho bạn. Tiếp theo, trò chơi cứ tiếp tục như vậy cho đến hết. Em cuối cùng, sau khi nhảy xong, đứng vào đầu hàng, đưa bóng lên cao bằng hai tay hô to, xong. Chỉ huy căn cứ vào đó, xem hàng nào xong trước, ít phạm quy, thì hàng đó thắng cuộc. Nếu để bóng rơi thì nhặt bóng và tiếp tục cuộc chơi bắt đầu từ bạn để bóng rơi. Các trường hợp phạm quy như sau. Đó là trao bóng trước lệnh. Hai là không trao bóng theo thứ tự mà lăn bóng. Trường hợp thứ ba là không kẹp bóng nhảy mà ôm bóng chạy. Nào, ngay bây giờ cô và các em sẽ cùng chơi trò chơi nào. Thank you.
Tiết học ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Cô rất mong các em sẽ siêng năng luyện tập thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe để phòng chống lại đại dịch COVID-19 nhé. Cô xin chào các em.